Mến chào anh Tấn Trường. Tommy hứa là Tommy làm cho anh một cái video report về cái review bad or good ở trên online, để anh có biết là anh thấy khe cái tiệm của anh về cái bình luận xấu có thể ảnh hưởng đến uy tín và danh dự của tiệm. Bây giờ Tommy bắt đầu run cái report này. Bây giờ Tommy chờ nó report. Được ba cái review thì tiếp tục còn làm việc nữa, ít quá không có tốt cho tiệm. Bây giờ mình lên mình coi hiện tại anh cái trên cái bộ mặt cái mạng lưới anh có 2 ngôi sao à, nó bớt cho anh lắm. Bây giờ để mình coi cái nó nói chuyện như thế nào. Cái Google á, nó nói anh là ghost awful pedicure from hell worst play ever. Today, cut my toes with the file, hurt 3 days later. Worst part ever, that my knees and infect from getting pedicure from there. Cái này nó rất là ảnh hưởng cái uy tín, cái danh dự của tiệm anh. Trong cái Google rating đây. Trong dép anh nó nói là anh là poor service. They are very again when I walk in the door. I am sure this prime location costs a lot of rent, so you would think they would be better with greeting customer. Nó nói là những người khách anh không có chào hỏi chào mà greeting tốt gì hết trơn á. So not okay, walk in, told that wait for 5 minutes, over 20 minutes later, still no service, no knowledge, extremely disrespectful. Nói chung lại là anh really bad reputation trên online. Anh contact Tommy as soon as possible. Cái phone là 213-293-5272 để Tommy có cách chỉnh lại cái phần review của anh online. Bây giờ repair làm như thế nào? Hiện tại rating của anh có 2 point à. Anh muốn mà trở thành là 4.9 là gần 5 star đó. Anh phải làm vô 87 cái review. Trong dép anh cần làm 39, Google Plus anh cần 48 thì anh mới thành công ở trong cái tiệm anh trong năm tới này. Ngoài ra Tommy còn Tommy sẽ coi lại cái website anh có trên online này, nó gọi là Moriya Nail and Spa. Cái website này làm cho cái không phải làm cho mobile coi. Mobile coi nó không có mở nổi tại vì nó là full size chứ không phải là mobile size. Để mình resize lại cho anh coi. Như các anh thấy mình mở cái PC thì mình coi nó bự nhưng mà anh mở ở trong cái mobile thì nó bự quá mà không có nổi. Rồi để mình cho coi anh coi cái mẫu của cái site của mình làm đây là cái mẫu size lớn. Của Tommy và đồng thời là Tommy vô coi cái mua sample. Cái mẫu size lớn giống như anh là cho PC với Mac nó xài. Thì cái mẫu này là sau cùng số 5 là rất là đẹp. Tommy làm cho cái tiệm Elite Nail Spa. Anh thấy chỗ này thì nó có cái map đưa lên cái tiệm của anh. Rồi chỗ này là có cái phone người ta gọi vô, còn cái này là social của anh. Còn cái menu này rất đẹp, anh thấy không, ấy nó bật ra bật vô nó rất là đẹp. Còn website của anh nó có tất cả những cái social, Facebook, LinkedIn, Twitter, you name it, nó sẽ drive cái traffic to your site.
cái anh này ở Gilbert. Còn đây thì cái slideshow này nó rất là đẹp và đồng thời nó zoom vô. Cái này là size lớn, để Tommy cho anh coi cái size nhỏ để cho mobile. Cái size này khi mà người ta mở bằng cái iPad thì nó bành trướng ra, nó bự ra, mà khi anh mở bằng cái mobile thì nó sẽ là cái nút này nó rất là dễ navigate. Còn chỗ này là cái phone call, các click vô thì gọi vô anh số đó. Còn khi mà ta xài mobile thì nó nhỏ như gì đó. Đây là anh thấy cái kiểu này là xài trong mobile đó. Thì trong đây tất cả những social, coupon, đồ của anh nằm trong đây, rồi rating, review cũng nằm trong đây. Rồi nếu anh muốn làm cái video marketing thì có cái video nó marketing cho cái tiệm anh. Nó coi cái video này xong khi là tự động nó chạy vô cái trang booking của anh liền, tự động. Now here are your nail salon in Gilbert, Arizona headlines. A community gets its first look at Gilbert's Smiley Nail Spa. They are set to offer a spectacular 50% off deal for new customers. We will also meet the male and female technicians of the week. Plus, you can join in on the conversation at Smiley Nail Spa on the new GilbertNailSalon.com social web and app. Good evening. I'm Elizabeth Norica. And I'm Rick Lord. This is TW9 News Spa Nail Salon's channel. Smiley Nail Spa comes your way this Sunday at 11:30 on TWD9 News 11. And now for some breaking news on the... Còn ở chỗ này để anh lọt vô anh kiểm tra là bữa nay là bao nhiêu người book online. Rồi anh có thể sửa chữa website anh lọt vô cái chỗ này. Còn cái menu này là nó sạc ra là nó để vô cái deal của anh, vô cái coupon, vô cái reward và vô cái review. Everything on here. Đây là cái trang schedule appointment online. Vô đây thì giá cả của anh đều nó nằm trong đây hết. Khi mà nó book xong thì nó sẽ hiện ra cái giá. Mà hay nhất là thí dụ nó đòi hỏi cái người thợ nào, và đồng thời là 2 week hay 5 week recurring, tự động cái program nó sẽ gọi họ. Và đồng thời nó cái program nó sẽ gọi khách hàng của anh, và đồng thời nó thắt khách hàng của anh, nó email, nó remind khách hàng của anh. Anh có thể make appointment với Tommy để lên online để coi thêm chi tiết về cái mobile phone nó có lợi ích như thế nào. Mà tốt nhất là anh nên sửa cái bad review của anh trên online. Anh contact với Tommy cái số điện thoại là 213-293-5272. Dạ, mến chào anh.